Bích Thủy, nickname là Mẹ Nghé. Mình yêu làm bánh và muốn truyền tình yêu đó đến với các bạn. Và sau đây xin mời các bạn đến với khóa học kem topping của mình. Bạn sẽ hiểu rõ từ A đến Z về topping cream, các cách bắt hoa đẹp nhất, các công thức ngon nhất. Bạn kinh doanh bánh homemade tại nhà và muốn thu hút nhiều khách hàng hơn. Bạn làm bánh tại gia đình, muốn tặng người thân và gia đình những chiếc bánh ngon miệng trong những dịp đặc biệt. Bạn thích nấu ăn, làm bánh nhưng chưa tìm được công thức ưng ý, hay là chỉ đơn giản là bạn chưa đủ thời gian, điều kiện để tham gia những lớp học trực tiếp thì khóa học này là dành cho bạn. Đây là khóa học kem topping mà mình đã ấp ủ từ rất lâu, bởi vì kem topping chưa bao giờ giảm độ hot trong thế giới các loại bánh. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào khóa học xinh đẹp và ngọt ngào này nhé.